vọng trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học online tuần học thứ 3 ở bộ môn ngữ văn lớp 8. Các em ạ, hàng ngày con người phải thực hiện rất nhiều hoạt động như trò chuyện, xã giao trong công việc, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, vân vân. Đó chính là hành động của con người. Hành động là việc làm cụ thể của một con người nhằm một mục đích nhất định. Hoạt động giao tiếp rất quan trọng trong đời sống của con người. Trong hoạt động giao tiếp có hành động nói. Và đó cũng là chủ đề của buổi học ngày hôm nay. Chủ đề hành động nói. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về hành động nói, một số kiểu hành động nói thường gặp, cách thực hiện hành động nói. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu hành động nói là gì. Đơn vị kiến thức này, theo phân phối chương trình được giảm tải, cô khuyến khích các em tự học, tự tìm hiểu ở sách giáo khoa trang 62 nhé. Ở đây, cô nhắc lại khái niệm về hành động nói. Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. Chúng ta thường gặp một số kiểu hành động nói nào? Cô mời các em sang phần 2 La Mã, một số kiểu hành động nói thường gặp. Các em hãy quan sát ví dụ sau đây. Chỉ ra các hành động nói trong đoạn trích và cho biết mục đích của mỗi hành động. Cái tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở, chị dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn đoài. Cái tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai. Nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cá tí vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình. Cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác, véo khóc. U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này, trời ơi! Ngô tóc tố tắt đèn. Chúng ta thấy các hành động nói trong đoạn trích được thể hiện qua lời nói của nhân vật. Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn đoài. U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này, trời ơi! Chúng ta thấy hành động nói vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Có mục đích là dùng để hỏi. Hành động nói con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn đoài có mục đích là dùng để báo tin. Hành động nói U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Có mục đích dùng để hỏi. Và hành động nói khốn nạn thân con thế này, trời ơi, có mục đích dùng để bộc lộ cảm xúc. Như vậy, từ việc phân tích ví dụ trên, chúng ta rút ra các kiểu hành động nói như sau. Với mục đích hỏi, tương ứng với hành động hỏi. Với mục đích báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán, tương ứng với hành động trình bày. Với mục đích cầu khiến, đe dọa, thách thức, tương ứng với hành động trình bày.
với mục đích hứa hẹn tương ứng với hành động hứa hẹn và với mục đích bộc lộ cảm xúc tương ứng với hành động bộc lộ cảm xúc. Cô mời các em làm bài tập nhanh để củng cố kiến thức về các kiểu hành động nói. Em hãy xác định mục đích hành động nói và kiểu hành động nói của Lý Thông trong phần ví dụ 1 sách giáo khoa trang 62. Và đây là lời nói của Lý Thông. Con trăng ấy là của vua nuôi đã lâu, nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ, nhân trời chưa sáng, em hãy trốn đi, có chuyện gì anh ở nhà lo liệu. Cô chia lời nói của Lý Thông thành 4 lời. Lời nói thứ nhất, con trăng ấy là của vua nuôi đã lâu, có mục đích trình bày, kiểu hành động trình bày. Lời nói thứ hai, nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết, có mục đích đe dọa, kiểu hành động điều khiển. Lời nói thứ ba, thôi bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi, có mục đích cầu khiến, kiểu hành động điều khiển. Lời nói cuối cùng, có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu, có mục đích hứa hẹn, kiểu hành động hứa hẹn. Như vậy, chúng ta thấy có các hành động nói, trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Vậy em hãy cho biết các hành động nói trên thuộc những kiểu câu nào mà chúng ta đã học. Đầu tiên, hành động trình bày thuộc kiểu câu trần thuật. Hành động hỏi thuộc kiểu câu nghi vấn. Hành động điều khiển thuộc kiểu câu cầu khiến. Hành động hứa hẹn thuộc kiểu câu trần thuật và hành động bộc lộ cảm xúc thuộc kiểu câu cảm thán. Và đây là bảng phân loại hành động nói. Vậy hành động nói được thực hiện bằng những cách nào? Cô mời các em quan sát đoạn văn. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Như vậy chúng ta dễ dàng nhận ra ở trong đoạn văn trên gồm có 5 câu. Vậy em hãy cho biết sự giống nhau về hình thức của 5 câu trong đoạn văn trên. Cả 5 câu trong đoạn văn trên đều là câu trần thuật và đều kết thúc bằng dấu chấm. Vậy trong 5 câu ấy, những câu nào giống nhau về mục đích nói? Chúng ta thấy câu 1, câu 2 và câu 3 đều có mục đích trình bày. Câu 4 và câu 5 đều có mục đích điều khiển. Cô nhắc lại kiến thức cũ. Mục đích hay còn gọi là chức năng chính của các kiểu câu mà chúng ta đã học. Câu nghi vấn có mục đích chính là dùng để hỏi. Câu cầu khiến có mục đích chính là dùng để điều khiển. Câu cảm thán có mục đích chính là dùng để bộc lộ cảm xúc. Câu trần thuật có mục đích chính là dùng để trình bày và hứa hẹn. Cô mời các em quan sát ví dụ sau. Ví dụ 1. Câu 1. Mấy giờ rồi? Đây là câu nghi vấn, mục đích dùng để hỏi. Câu 2. Im lặng đi. Đây là câu cầu khiến, mục đích điều khiển. 3. Eo ôi lạnh quá. Đây là câu cảm thán, mục đích bộc lộ cảm xúc. 4. Hôm qua lớp em đi lao động. Đây là câu trần thuật, mục đích trình bày. Như vậy chúng ta thấy ở ví dụ 1,
là dùng câu phân loại theo mục đích nói, theo đúng chức năng của nó. Ta gọi đây là cách thực hiện hành động nói trực tiếp, hay nói ngắn gọn là cách dùng trực tiếp. Mời các em qua ví dụ 2. Câu 1. Thời Oanh Liệt nay còn đâu? Đây là câu nghi vấn, mục đích bộc lộ cảm xúc. Câu 2. Bạn mở giúp tôi cánh cửa được không? Đây là câu nghi vấn, mục đích điều khiển. Câu 3. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh? Đây là câu trần thuật, mục đích điều khiển. Như vậy chúng ta thấy, ở trong ví dụ 2, người ta dùng câu phân loại theo mục đích nói không đúng chức năng của chính nó, hoặc kiểu câu khác, ta gọi là cách thực hiện hành động nói gián tiếp. Nói ngắn gọn là cách dùng gián tiếp. Các em quan sát bảng. Những ô đánh dấu cộng là cách dùng trực tiếp, còn những ô đánh dấu trừ là cách dùng gián tiếp. Cách dùng trực tiếp và cách dùng gián tiếp là hai cách thực hiện hành động nói. Để củng cố thêm kiến thức, cô mời các em làm bài tập nhanh sau đây. Xác định kiểu câu, mục đích nói và cách dùng của các nhân vật. Có 3 nhân vật: Lan, Hoa và My. Lan nói, cái kính này tớ mua có 100.000. Hoa, ôi kính đẹp mà rẻ quá. My, cậu có thể cho mình mượn được không? Lan, để mình xem thế nào đã. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài tập nhé. Cái kính này tớ mua có 100.000. Đây là câu trần thuật, mục đích trình bày và nhân vật dùng cách trực tiếp. Ôi, kính đẹp mà rẻ quá. Đây là câu cảm thán, mục đích bộc lộ cảm xúc, nhân vật dùng cách trực tiếp. Cậu có thể cho mình mượn được không? Đây là câu nghi vấn, mục đích điều khiển, nhân vật dùng cách gián tiếp. Để mình xem thế nào đã, đây là câu trần thuật, mục đích hứa hẹn, nhân vật dùng cách gián tiếp. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu kiến thức về ba đơn vị, hành động nói là gì, một số kiểu hành động nói thường gặp, cách thực hiện hành động nói. Cô tóm lược lại nội dung kiến thức chúng ta vừa học. Hành động nói có các kiểu hành động nói như sau: hành động hỏi, hành động trình bày, hành động điều khiển, hành động hứa hẹn, hành động bộc lộ cảm xúc. Có hai cách thực hiện hành động nói, cách trực tiếp và cách gián tiếp. Bây giờ cô mời các em sang phần luyện tập. Phần luyện tập là bài tập mà các em phải làm và nộp cho các giáo viên bộ môn. Chỉ có một bài tập thôi. Yêu cầu của bài tập là chỉ ra các hành động nói và mục đích của mỗi hành động trong đoạn trích. Đoạn trích này chúng ta đã học. Đoạn trích lão hạc của Nam Cao. Dặn dò, các em làm bài tập rồi gửi bài qua địa chỉ mail theo mẫu như sau. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Chúc tất cả các em có một buổi học thật tốt nhé. Thân ái chào các em.